Phương tiện mình có giấy tờ gì không anh? Thế tóm lại là hiện tại bây giờ bọn em kiểm tra là anh không xuất trình được giấy tờ nào đúng không? Đây là ở đâu nhỉ? Thưa quý vị, vừa rồi là đoạn video ghi lại thời điểm lực lượng đồn biên phòng Sơn Trà thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng kiểm tra một tàu trên bán đảo Sơn Trà. Ngày 24 tháng 4 năm 2024, đồn biên phòng Sơn Trà ra quyết định xử phạt một chủ tàu cá hoạt động du lịch trái phép chở du khách tham quan bán đảo Sơn Trà 25 triệu đồng về hành vi vi phạm chở người sai quy định khi hoạt động trên biển. Trước đó, ngày 16 tháng 4, trong quá trình tuần tra khu vực bãi rạn thuộc bán đảo Sơn Trà thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, lực lượng đồn biên phòng Sơn Trà phát hiện tàu cá DNA 50907 có nhiều nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm này, lực lượng biên phòng phát hiện người đàn ông 50 tuổi là chủ tàu, điều khiển tàu cá chở 8 du khách không mang áo phao. Ông này không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến việc chở người. Qua làm việc, đồn biên phòng Sơn Trà cho biết ông này đã nhận tiền của nhóm du khách, chở nhóm này tham quan, lặn ngắm san hô, câu cá. Lực lượng biên phòng đã yêu cầu người đàn ông dừng hoạt động tàu cá, đưa về đơn vị để xử lý. Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, thời gian qua nổi lên hiện tượng các tàu cá lợi dụng việc khai thác hải sản kết hợp cho du khách tham gia trải nghiệm câu cá, câu mực. Ngoài ra, một số phương tiện cá nhân như cano, xuồng cao tốc chưa đăng ký, đăng kiểm hoặc đăng kiểm hết hạn, chưa đăng kiểm lại nhưng vẫn hoạt động trên tuyến đường thủy. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường thủy. Do đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng lưu ý các du khách nên tìm và lựa chọn các hoạt động du lịch hợp pháp, đầy đủ các điều kiện hoạt động để đảm bảo an toàn trong mùa du lịch. Để theo dõi những thông tin liên quan, mời quý vị truy cập vào địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên ấn like, đăng ký, theo dõi và bật nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức được cập nhật liên tục.